Video này mình sẽ trả lời một số comment của các bạn về cái việc mà mua điện thoại cũ tại thế giới động cần lưu ý những cái vấn đề gì ha. Lúc trước thì mình đã làm một cái video nói về cái việc mà ưu nhược điểm của cái việc mà mua điện thoại cũ ở từng cái nơi bán khác nhau. Ví dụ như là thế giới động này, Shopee này, những cái cửa hàng nhỏ lẻ hoặc là những cái trang thương mại điện tử chợ tốt thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm gì. Thì nếu bạn quan tâm thì mình sẽ để lên ở dưới đó dưới phần mô tả. Các bạn sẽ xem chi tiết cái link đó ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bình luận của bạn là Steve Drop TV à, Bạn hỏi là nguyên zin không lỗi gì 2 triệu được không anh Thì mình xem cái mức giá hiện tại Các thiết bị đã qua sử dụng tại thế giới động Mức giá khoảng 2 triệu 6 30 ngàn Thì bạn có thể mua được Chiếc điện thoại là Redmi 9 Cái phiên bản là 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong Với cái thời lượng bảo hành chính hãng Còn lên đến là khoảng 14 tháng mấy luôn nha bạn Rất là cao luôn dành cho các bạn nào mà thích cái sự yên tâm về cái mặt mà được bảo hành chính hãng lâu dài nha. Không thôi thì các bạn có thể nhìn qua cái thiết bị Vivo Y20 ha bạn cũng còn được bảo hành trên nửa năm luôn. À, cũng cùng cái mức giá này chúng ta sẽ có được 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong ha. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai thiết bị với cái mức giá chưa đến 2 ,6 triệu 6 luôn. Là Oppo A12 cái phiên bản là 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong và Vinmax Joy4 cũng là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong ha, cũng cái mức giá là chưa đến 2 triệu 6 luôn, 2 triệu rưỡi 50 ngàn thôi. Thì đây là những cái thiết bị mà các bạn có thể lựa chọn ha, tùy theo cái nhu cầu, cái sở thích về cái thiết kế. Thì bạn có thể tham khảo một số thiết bị mà mình vừa liệt kê ở đây ha. Trường hợp mà thế giới đồng gần nhà của các bạn không có những thiết bị này á, thì các bạn có thể chuyển hàng từ tỉnh khác về thế giới đồng gần nhà để ra xem hàng và mua ha. Mình cũng đã làm một cái link hướng dẫn rồi, mình sẽ để link dưới phần mô tả thì bạn quan tâm thì các bạn có thể xem luôn ha các bạn điểm chung của cái việc mà các bạn mua hàng cũ tại thế di động á, thì những thiết bị này chúng ta còn bảo hành chính hãng nè thời gian bảo hành chính hãng dài nè rồi ví dụ có xảy ra cái sự cố hỏng hóc gì á, các bạn sẽ được bảo hành một đổi một trong một tháng đầu tiên nha đó một đổi một trường hợp mà không có thiết bị cùng giá đó nữa thì các bạn sẽ được hoàn tiền sau một tháng đầu tiên phát sinh lỗi chúng ta sẽ còn bảo hành chính hãng nè hoặc là có thể bảo hành tại thế di động thì cái chuỗi cửa hàng của thế di động á, trải dài khắp cả nước luôn cho nên là các bạn sẽ được yên tâm hơn về cái vấn đề mà ở à, mua ở đây thì các bạn có thể ra cái cửa hàng thế di động khác để các bạn đổi cái sản phẩm đó ha các bạn bảo hành sản phẩm đó ngoài ra thì thấy di động rất là minh bạch về cái việc mà số tháng bảo hành nè rồi cái việc mà thiết bị đã qua sửa chữa hay chưa và, và cái phụ kiện còn đầy đủ hay không thì hầu hết đa số những cái trường hợp mà mua máy cũ tại thế Gia động thì các bạn sẽ còn đầy đủ hộp và phụ kiện đối với những sản phẩm mà phụ kiện bị thiếu hoặc là hộp bị thiếu thì chúng ta sẽ có cái mức giá tốt hơn nữa rồi bạn trung hòa nguyễn có đặt cái câu hỏi là bảo hành chính hãng với bảo hành tại thế giới động thì có khác quá không anh thì hai cái loại bảo hành này sẽ có khác nha em và em sẽ được xem trong cái phần chi tiết rất là rõ ràng luôn đối với những thiết bị mà bảo hành chính hãng thì chúng ta sẽ có cái mức giá cao hơn nó sẽ phụ thuộc vào cái số tháng bảo hành còn bao nhiêu ha thế dòng sẽ định giá giả sử mà các bạn mua một cái thiết bị còn bảo hành chính hãng ha thì khi mà xảy ra sự cố hỏng hóc thì các bạn đem lên thế giới đồng sẽ gửi cái sản phẩm đó lên chính hãng để thay thế sửa chữa những cái linh kiện bị lỗi và tại chính hãng thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị những cái máy móc mà tương thích với lại cái chiếc điện thoại đó y là khuôn đồ này kia cho nên là thay sau khi mà thay đổi sau khi bảo hành xong thì cái thiết bị của các bạn gần như là gọi là gần như mới luôn các bạn không hề phát hiện được cái vết mà đã qua sửa chữa nha và những chiếc điện thoại còn bảo hành chính hãng thì nó có cái thời gian sử dụng của khách trước ít hơn Cho nên là cái việc mà hư hao nó cũng ít hơn Thì mình khuyên các bạn nên mua thì chúng ta nên mua những thiết bị mà còn bảo hành chính hãng ha Còn đối với cái thiết bị mà còn bảo hành tại Thế Giới Động á Thường là sẽ chỉ còn 3 tháng thôi nha các bạn, các bạn lưu ý nha Và những thiết bị này thì sao? Thì Thế Giới Động có cái nguyên tắc là không thu lại những cái thiết bị mà đã hết bảo hành chính hãng rồi nha vậy thì tại sao lại xuất hiện những chiếc điện thoại mà hết bảo hành chính hãng mà chỉ còn bảo hành tại thế động đó là cái việc mà ví dụ như các bạn xài sử dụng cái thiết bị đó các bạn chỉ còn có một hai tháng bảo hành chính hãng thôi các bạn bán ra thì thế giới động thu vào và trong vòng một hai tháng đó thế giới động bán không được thiết bị đó thì nó sẽ bị trôi bảo hành nó hết bảo hành chính hãng và nó sẽ rơi vào cái hình thức là chỉ còn bảo hành tại thế di động thôi và những thiết bị này sẽ có cái mức giá là hầu hết đều sẽ là rất là hợp lý nha và nếu như các bạn mua những chiếc smartphone mà chỉ còn bảo hành tại thế di động mà chẳng may xảy ra sự cố hỏng hóc thì các bạn đem đến bảo hành tại thế di động thì thế di động sẽ mang những chiếc smartphone này cho những đối tác của thế di động bên ngoài sửa chữa Câu hỏi tiếp theo cũng đến từ bạn Trung Hòa Nguyễn là mua Realme 6 bảo hành tại thế di động thì có ổn hay không? thì theo mình là cũng ổn chứ không có gì phải lăn tăng hả bạn nó sẽ ổn hơn các bạn mua những thiết bị cũ trôi nổi ở trên shopee nha rồi chúng ta đến với cái bình luận của bạn Thiên Bùi à, anh ơi em có một con máy Vivo i11 dùng một năm đến thời điểm này thì máy em đã hết hạn bảo hành vào ngày 15 tháng 2 năm 2021 thì bán lại cho thế giới di động được không ạ à? và giá bao nhiêu khi em bán lại ha các bạn thì à, như quay trở lại cái trường hợp lúc nãy mình đã nói thì Thế giới di động sẽ không thu lại những thiết bị đã hết bảo hành chính hãng nha bạn. Còn trường hợp mà các bạn mua thiết bị cũ mà còn bảo hành chính hãng mà các bạn không hài lòng đi, các bạn muốn bán lại thì Thế Giới Di Động cũng không thu lại nha. Thế Giới Di Động chỉ là thu lại các bạn mua máy mới, à, xài không hài lòng thì bán lại thôi. Còn trường hợp mà định giá máy cũ tại Thế Giới Di Động á, thì sẽ theo cái nguyên tắc này. Nếu như bạn sử dụng mà kỹ không trầy xước, còn đầy đủ phụ kiện, đầy đủ hộp á, thì trong cái tháng đầu tiên á, các bạn bán lại các bạn sẽ mất 20% giá trị của chiếc máy nha. Và mỗi tháng tiếp theo thì chúng ta sẽ mất đi 5%. Vậy thì giả sử cái thiết bị các bạn mua là 10 triệu đi thì các bạn bán lại trong tháng đầu tiên á, thì sẽ còn lại 8 triệu. Các bạn sử dụng qua tháng thứ hai các bạn bán lại thì các bạn còn 8 triệu rưỡi. Các bạn sử dụng qua tháng thứ ba bán lại thì sẽ còn là 7 triệu thì các bạn cứ tính trừ 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 tiếp theo nha. Vậy thì giả sử các bạn xài một chiếc smartphone 10 triệu và xài được 11 tháng Và các bạn bán lại cho thế giới động á Thì khi đó theo cái nguyên tắc áp dụng này thì cái chiếc điện thoại các bạn chỉ được thu vào với cái mức giá là 3 triệu thôi ha Thì như vậy thì quá, thực sự là quá mất giá Cho nên quay trở lại cái trường hợp mà cái chiếc điện thoại của bạn á, đã sử dụng hơn 12 tháng rồi Lỡ trường hợp mà thế giới động có thu lại thì nó cũng mất gần như là khoảng như là hơn 70% giá trị luôn nha cho nên những cái trường hợp này á các bạn có thể là bán qua cho bạn bè người thân mà người ta đang có cái nhu cầu cần mua chiếc điện thoại đó hoặc là các bạn có thể đăng lên Facebook để bán nè, đăng lên chợ tốt để bán nè, hoặc là có thể bán qua Shopee cũng được ha. Chứ thực tế thì mất 70% giá trị thì mình nghĩ là mình sẽ không bán cái chiếc điện thoại này đâu. Còn đối với những cái trường hợp mà sử dụng tháng đầu tiên á mà mất 20% thì theo các bạn là có hợp lý hay không? thì mình cảm thấy thì cũng hợp lý đối với những chiếc điện thoại mà mức giá rẻ, mức giá cơ bản ha. Còn đối với ví dụ các bạn mua một chiếc điện thoại mà 20 triệu đi thì trong vòng một tháng đầu tiên mà các bạn cảm thấy không hài lòng, các bạn các bạn bán lại thì sẽ mất đi là 4 triệu đồng, tức là còn 16 triệu. Thực sự thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn. Cho nên trước khi các bạn muốn bán lại chiếc điện thoại cũ á, thì các bạn có thể là xem xét cái việc mà định giá thiết bị đó của thế di động là bao nhiêu rồi các bạn có thể xem một số cái nguồn mua khác thì có cao hơn hay không? Thì các bạn xem cái mức giá nào mà hợp lý nhất thì chúng ta bán ra nó sẽ đỡ được cái phần mà mất giá này nha. Về phần thế giới động á, thì lúc trước mình đã làm một cái video rồi, à, mình bán một chiếc điện thoại cơ bản à, thì mất đi 20%, mà đôi khi thế giới động bán ra cái thiết bị đó, thế giới động định giá nó còn dưới cả cái mức giá thu vào nữa nha các bạn. Rồi lỡ trường hợp mà thấy giới đồng bán không được mà kéo dài qua những tháng này tháng kia đi, mình giả sử đi thì thế giờ thì cái chiếc điện thoại nó sẽ càng mất giá từ 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 nữa. Cho nên hầu hết những chiếc smartphone, những chiếc điện thoại là những món đồ tiêu sản có cái mức khấu hao gọi là cái mức mà mất giá rất là cao luôn. Và khi các bạn mua các bạn cần lưu ý là phải dựa theo cái nhu cầu cá nhân của bản thân và cũng như là cái điều kiện kinh tế để chọn lựa mua những cái thiết bị phù hợp có thể là mới cũng được có thể là cũ cũng được ha còn nếu như các bạn có cái điều kiện kinh tế dư giả hoặc là cái chiếc điện thoại mà các bạn xác định mua nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu các bạn sản sinh ra gọi là lợi nhuận này kia kia nọ thì các bạn cứ mua mà không cần phải suy nghĩ vấn đề gì hết các bạn nghĩ sao về cái video này thì hãy comment phía bên dưới video ha và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha